đó thì các bạn, mình là Chen. Và ngày hôm nay thì Chen sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối DJ Rave 3 với lại laptop sử dụng phần mềm Serato DJ Pro. Thì đầu tiên để kết nối DJ Rave 3 cùng với lại Serato DJ, các bạn cần phải update firmware phiên bản mới nhất của DJ Rave 3. Video hướng dẫn update firmware của DJ Rave 3 thì mình sẽ để đường link bên dưới phần description của video này. Tiếp theo thì các bạn cần phải update cái version mới nhất của Serato DJ. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần vào cài đặt của Serato DJ, sau đó thì ở phía bên góc trái bên dưới thì sẽ có cái phần là check for update. Thì các bạn chỉ cần click vào đây và nó sẽ dẫn link trực tiếp đến trang chủ của Serato DJ. Các bạn chỉ cần tải về và cài đặt cái bản mới nhất của phần mềm là được. Và cùng với lại Serato DJ thì các bạn cần phải cài đặt thêm cái driver dành cho DJ Rave 3. Thì cái đường link để cài đặt driver của DJ Rave 3 mình cũng sẽ để bên dưới phần description của video này. Các bạn có thể click vào và tải về, sau đó cài đặt trên máy của mình là xong. Sau khi cài đặt hết tất cả mọi thứ thì các bạn chỉ cần kết nối DJ Rave 3 với lại máy tính của mình bằng cổng USB ở phía sau lưng. Vì đây là một thiết bị hardware unlocked cho nên là các bạn chỉ cần kết nối DJ Rave 3 với lại phần mềm Serato DJ Pro thông qua cổng USB thì máy sẽ tự động kích hoạt cái license key của Serato DJ Pro ở trên máy tính mà các bạn không cần phải bỏ thêm một cái khoản chi phí nào nữa để mua cái license key do cái phần mềm. Sau khi kết nối DJ Rave 3 với lại máy tính thì các bạn chỉ cần ấn vào phần sổ. Thì đây sẽ là nơi mà hiển thị tất cả những thiết bị được kết nối với DJ Rave 3, bao gồm cả USB và cả máy tính. Thì phần software control này hiển thị thông báo chúng ta biết là DJ Rave 3 hiện đang được kết nối với máy tính của mình. Các bạn chỉ cần click vào cái phần software control ở đây thì ở trên màn hình của DJ Rave 3 sẽ hiển thị giống y như là màn hình của Serato DJ ở trên máy tính của bạn. Các bạn có thể thay đổi playlist, tìm nhạc và load nhạc trực tiếp ở trên DJ Rave 3. Đồng thời trên đây nó cũng sẽ hiển thị waveform, hiển thị tất cả những thông số ở trên như là ở trên máy tính. Và các bạn có thể sử dụng được hot cue, loop, vân vân tất cả những tính năng ở trên DJ Rave 3. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách để kết nối DJ Rave 3 với lại máy tính sử dụng phần mềm Serato DJ Pro. Nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, share và subscribe để ủng hộ mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới hơn. Và nếu như các bạn có ý kiến đóng góp hay là có những câu hỏi thắc mắc nào đó, các bạn có thể để bên dưới phần comment của video này. Mình sẽ cố gắng xem và trả lời hết tất cả mọi thắc mắc của các bạn. Một lần nữa, mình là Chen. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. See ya.